Lý Nhã Kỳ lên tiếng trước tin đồn chị Đại Kim Cương bị bắt và phong tỏa tài sản. Lý Nhã Kỳ phản pháo và thể hiện rõ thái độ trước những thông tin tiêu cực bị lan truyền trên mạng xã hội. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu biệt phủ, kim cương và siêu xe không phải dạng vừa. Dạo này, nữ diễn viên thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí, đa phần tập trung vào công việc kinh doanh. Cho đến mới đây, Lý Nhã Kỳ phải đăng đàn bức xúc vì dính vào những thị phi trên trời rơi xuống trên mạng xã hội. Theo đó, trên các diễn đàn chuyên soi và hóng, chuyện showbiz xuất hiện bài đăng ẩn ý một nghệ sĩ là chị Đại Kim Cương vướng lùm xùm, sắp bị phong tỏa tài sản. Dù nội dung bài viết không nhắc trực tiếp Lý Nhã Kỳ, nhưng cô bị nhiều cư dân mạng liên tục réo tên nghi có liên quan. Giữa lúc thông tin chưa xác thực ngày càng lan truyền rộng rãi, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng: "Tôi không có thời gian nói những chuyện sáo rỗng, nên bạn bè, fans mà không nhắn tin nói cho tôi biết chắc tôi vẫn cặm cụi đi làm, để mong được kiếm tiền lớn. Thật sự không rảnh, và không dành thời gian đọc mạng xã hội để biết ngoài kia đang lợi dụng thông tin ảo mộng về mình nhiều đến thế luôn. Thôi thì nếu dựa vào tên mình mà họ kiếm tiền được để sống với cuộc đời vô nghĩa, thì chắc mình chịu khó thiệt thòi ban bố một chút, cũng có được xem là một cách từ thiện không ta?" Về việc bị nhắc tên dưới dạng ẩn danh, Lý Nhã Kỳ cũng đáp trả, tự xưng trang quyền lực bóc phốt mà nhát gan ghê, bôi nhọ người khác được mà không dám nói thẳng tên là sao nhỉ, cứ phải sử dụng tên viết tắt hay viết lóng như thế. Hồi tháng 10 năm 2022, Lý Nhã Kỳ từng lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt. Ở tuổi 41, Lý Nhã Kỳ có cuộc sống xa hoa, ở trong dinh tự bề thế, đi siêu xe và sở hữu núi đồ hiệu. Nữ diễn viên nổi tiếng là mỹ nhân có nhiều bộ sưu tập kim cương đắt đỏ. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng. Trong dịp phỏng vấn với chúng tôi, nữ diễn viên cho biết thường xuyên vướng tin đồn và sẽ chọn cách lên tiếng để đáp lại. Tôi muốn lên tiếng, để cư dân mạng đừng bắt người khác phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lan mạ. Nếu góp ý thật lòng, thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lan mạ người khác thì không được. Vì chúng ta cần ứng xử có văn hóa trong một xã hội văn minh, và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau. Vào trang cá nhân của người khác, bạn có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.